xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á, mình mời các bạn cùng ăn phở với mình nha. À, mình làm hai tô phở nè các bạn ơi. Phở ở nhà tự mình nấu nha. Phở bò. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi mình mời các bạn cùng ăn nha. Chết mày giờ dầm ra chứ. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Nở ra nó càng nhiều nó không hết. Cái đồ rất là bự.
vỡ này nồi cho tới chiều luôn các bạn ạ. To quá trời bự luôn. Hôm nay mình chia sẻ ăn sáng với phở đó các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến đây, video cũng đã dài rồi. Video mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho vợ chồng mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn. Bye bye đi.